Đỗ Minh Chân không một tiếng động từng chút một tới gần Tô Liên Anh. Tống đại phu nhân, chúng ta có mấy cái momo đen, mọi người chia ra ăn đi. Cầm lấy đi, không phải mọi người bị Mã Lục kia cắt bớt lương khô rồi sao? Mọi người nhiều người, 5 cái momo kia sao đủ ăn? Nhà bọn ta có mấy đứa nhỏ, bọn nó ăn cũng ít, mỗi bữa còn có thể bớt ra được 3 cái momo. Tô Liên Anh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng dâu của Văn gia này tại sao đột nhiên đưa momo đen chứ? Ngược lại là làm phiền người nhà họ Văn rồi. Nhưng mà mỗi ngày đều phải đi đường xa như vậy, sức ăn nào có nhỏ? Không cần đâu, muội tử, bọn ta đều ăn no rồi. Cô cầm về cho bọn nhỏ ăn đi. Không sao, một bữa hai bữa không thua thiệt gì. Chúng ta còn phải đi đường đến trưa nữa. Mọi người lót dạ một chút trước đi. Ta cũng là lo lắng mọi người không còn sức lực. Mã Lục kia sẽ càng thêm làm khó mọi người. Đây cũng là ý của cha mẹ ta. Muội tử, bọn ta là thật ăn no rồi. Trước đó tiểu tư trong nhà mang một chút lương khô tới. Tâm ý của các người ta hiểu, an tâm đi. Thật sao? Vậy được rồi, ta trở về đây. Mã Lục nhìn chằm chằm vào tiểu đội ngũ Tống gia, tuyệt không để bọn họ có cơ hội thở dốc một lát. Vừa vặn lần này trước khi rời khỏi thành có người cho hắn một bút bạc, bảo hắn hào hảo chiêu đãi người nhà họ Tống. Làm gì đấy? Ai cho các người dừng lại? Cố ý chậm trễ hành trình của mọi người có phải không? Là muốn ăn đòn sao? Mã Lục một mặt hung ác lớn tiếng quát to, đồng thời cây gậy trong tay, càng là không khách khí chút nào quất về phía Tống Thiếu Khâm. Tống Kinh Trạch đột nhiên ra tay, ngăn cản cây gậy đối phương vung tới. Làm gì đấy? Muốn tạo phản sao? Gậy của áp xa cũng dám cản. Mã Lục lập tức thẹn quá hóa giận, hắn đều nhắm ngay mục tiêu rồi, thật không ngờ cây gậy vung ra lại bị một tên tiểu tử trai trai ngăn cản. Xem ra vẫn là bọn ta quá nhân từ rồi. Một tên tiểu tử, thế mà cũng dám ngang nhiên cùng quan sai đối nghịch. Nếu như ai ai cũng giống như ngươi, vậy đám quan sai bọn ta còn thế nào dẫn đội? Nếu như không dạy dỗ ngươi, sợ là ngươi không biết trời cao đất rộng. Tống Kim Trạch lần nữa nâng lên xích sắt ở giữa hai tay gắt cao ngăn cản cây gậy. Được lắm, ngươi đây là muốn tạo phản rồi. Ngươi có biết cản trở quan sai làm việc là tội gì không? Ta thấy ngươi là gan to bằng trời, có phải là muốn kháng lại thành ý không? Loại tiểu nhân như ngươi, hôm nay không hào hào thu thập ngươi không được. Còn chưa đợi Mã Lục kịp phản ứng, đèn pin lập tức dí vào trên người Mã Lục. Kim Trạch mau dừng tay, đừng có giật chết hắn. Bọn họ tuy là phạm nhân lưu vong, nhưng chỉ có thánh thượng mới có quyền xử trí bọn họ. Áp xa chỉ là hộ tống bọn họ đến lưu vong điện Nam Man, không có quyền sử dụng tư hình với họ. Nếu như Kim Trạch thật đem quan sai giật chết, vậy tính chất liền hoàn toàn không giống. Lời vừa rồi của quan gia bọn ta không khâm nổi. Nếu như tiểu đệ nhà ta chỉ là ngăn cản cây gậy mà gọi là tạo phản, vậy quan gia trực tiếp dùng cây gậy muốn dùng tư tâm với bọn ta lại tính là cái gì? Các ngươi thật to gan, vậy mà dám ám toán ta. Tống Thiếu Khâm không để ý đến trực tiếp nói thẳng, bọn ta tuy là tội phạm, ngay cả thánh thượng đều không sai người tra tấn bọn ta, mà ngươi chỉ là sai dịch phụ trách áp giải phạm nhân mà thôi, lại dám tra tấn bọn ta, thậm chí còn định tội danh cho bọn ta, vậy chẳng phải quyền của ngươi còn lớn hơn đương kim thánh thượng sao? Ngươi! Mã Lục một mặt kinh hãi, bị Tống Thiếu Khâm làm cho tức đến câm luôn. Trong lòng là vừa tức vừa giận, rõ ràng là bản thân bị bọn họ giáo huấn một trận, lại không có cách nào bắt bọn họ. Không biết Mã quan gia có cần bọn ta quỳ xuống hướng người thỉnh tội hay không vậy? Mã Lục cảm thấy bản thân cả người đều không ổn, lập tức hoảng hốt không thôi, trên trán chảy mồ hôi đầm đìa. Mắt thấy việc này làm lớn chuyện không thể kết thúc, Hồ Đại Chí nhìn thấy động tĩnh liền chạy tới. Tiểu Tống đại nhân, lời của Mã Lục cậu đừng coi là thật, hắn chỉ là một tên nói chuyện không dùng não, cậu chớ cùng hắn so đo. Trách nhiệm chủ yếu của áp so bọn ta chính là hộ tống các người đến Nam Man, cũng sẽ không vượt tổ đại bào, hành xử các đại nhân chức trách. Đối với người nhà họ Tống, Hồ Đại Trí cũng là một người tốt, hắn chưa bao giờ muốn gây khó dễ người Tống gia, chỉ cần bề ngoài không có trở ngại là được. Việc này nhắc tới, cũng là do ta quản lý sơ sẩy, cậu yên tâm, ta tiếp theo sẽ hào hào quản giáo Mã Lục. Vậy liền cảm ơn Hồ đội trưởng. Mã Lục, ngươi đi cùng ta đến phía trước. Mã Lục, đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Ngươi cũng biết con người này của ta tính khí không tốt lắm. Lão đại, vừa rồi thế nhưng là bọn hắn cầm ám khí ám toán ta. Trên người ta bây giờ vẫn còn đau muốn chết. Mã Lục, ta mặc kệ ngươi nhận chỗ tốt của ai, lại hoặc là đang có ý định gì. Tốt nhất thu liễm một chút cho ta. Tống gia không phải người mà ngươi muốn động liền có thể động. Ngươi không thể chiêu vào, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Vừa rồi bọn họ không có đem ngươi giết chết, coi như ngươi vận khí tốt. Nghe rõ ràng rồi chứ? Ta biết rồi. Biết rồi thì tốt, lôi xuống đi, cuối hàng bên kia liền không cần người qua đó nữa. Phía sau đội ngũ, không có Mã Lục thúc đuổi và giám thị, người nhà họ Tống xem như thở dài một hơi. Kim Trạch, con không sao chứ? Đúng vậy, có bị thương hay không? Vừa nãy thật sự là hù chết ta rồi. T
Tên mã lục kia thật sự là đáng hận. Không sao, mọi người đừng lo lắng. Với sức lực của ta, tên mã lục kia muốn làm bị thương ta, còn kém xa lắm. Con còn đắc chí nữa đúng không? Vừa rồi rõ ràng con trực tiếp liền có thể lấy cây gậy ra. Con lại còn phải đối kháng với tên chó chết kia. Con đây không phải ở không đi gây sự sao? Cũng may nhị ca con phản ứng nhanh. Dăm ba câu liền để cho tên chó chết kia nói không ra lời. Ai nhô mẹ, mẹ cái này không phải làm khó con sao? Nếu như con thông minh như nhị ca, con đã sớm thi công danh đem về cho mẹ rồi. Thiếu Khâm, vừa rồi con nói muốn quỷ với mã lục là giả. Rốt cuộc con có chủ ý gì vậy? Tất nhiên là con làm dáng một chút, con đã sớm lưu ý đến Hồ Đại Chí, chỉ là muốn thử thái độ của hắn một lần mà thôi. Bây giờ kết quả này cũng là trong dự liệu của con, hắn muốn thu phục đám áp xoa này cho mình sử dụng. Không sai, hắn chính là có chủ ý này, từ khoảnh khắc đi trên con đường lưu vong, hắn đã có ý nghĩ đó rồi. Mọi người đói chưa, có muốn ăn chút gì hay không? Đương nhiên muốn, nếu không phải tên chó chết mã lục kia một mực nhìn chằm chằm không thả, bọn họ đã sớm thêm đồ ăn rồi. Được, chờ một lát là được. Tống Thiếu Khâm cầm lấy bút ghi âm, gửi một đoạn ghi âm cho Hạ Ninh, lập tức liền bỏ vào chậu sứ ở trong ngực. Nhị ca, thứ vừa rồi ở trong tay huynh, là cái gì vậy? Nó gọi là bút ghi âm, chính là có thể đem lời nói ghi lại. Đối phương chỉ cần đé chốt mở khóa, liền có thể nghe được giọng nói đã ghi của ta. Quá thần kỳ rồi, đồ chơi kia lợi hại như vậy sao? Đồ chơi lợi hại như vậy cũng có thể làm ra được. Thật là muốn đến nơi mà Hạ Tỷ Tỷ sinh sống để xem quá. Nếu như mọi người thích, chờ chúng ta thu xếp ổn thỏa, ta sẽ tìm Hạ Ninh giúp mua cho mọi người một cái.